Hello, hôm nay bé Thủy hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm kem nha mọi người. Kem nha mọi người ơi. Cho nằm xuống. Ba miếng bỏ vô đi. Chút còn dư ăn. Bỏ hai loại nha, vô một lấy hai tay luôn, tự nhiên một tay cầm một tay kia để làm gì, để không làm gì. Ba khui rồi, đổ từ từ vô nè, nửa đi chút xíu nữa đi, nửa đi lại còn bọt á, nửa lên, nửa 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 căng nó ngay cái chỗ mứt này nè là được. Nữa căng ngay cái chỗ mứt đó đó, ok đó. Tiếp chưa, từ từ đổ, từ từ để cho nó bọt nó ra bớt, rồi đổ qua đây miếng đi, chút hết bọt rồi đổ tiếp. Quay cái hướng này qua nè, đó là mình đổ cái gì nó thuận tay. Chưa, cái này chưa đầy nè, phải tới cái mức này nè, tới cái mức này nè, thấy không, cái mức này nè, để chúng mình bỏ cái cây vô nó ngập hết cái đó. Nở hai kia luôn. Đó, tiếp hũ này còn hũ ngoài nữa. Rồi. Rồi bắt đầu nè. Thập xuống, thập cho cái mấy cái này rơi rớt xuống dưới. Đậy lại. Để không là nó không có dính nước ngọt, là nó không có ra thành kem á. Đậy cho nó cứng lên coi, đè lên. Chạy nó, không chàng đâu. Đó. Đó. Ngon, đẹp. Thiếu một cái buồn. Đó. Xong chưa? Xong rồi cầm lên đưa vô giống như trưng bày coi. Đưa lên mặt coi. Rồi. Đó, như đây nè, 1, 2, 3 để thấp xuống chút xíu đi, nghiêng nghiêng xuống đó, 1 nhìn máy ảnh nè, 1, 2, 3 1, 2, 3 rồi, ok rồi, bắt đầu mang vô, bỏ vô tủ lạnh. Chưa tủ bếp cô làm gì quá. Cũng bớt đi cho nó. Rồi còn 2-3 cái kìa, uống bớt luôn đi. Uống đi. Cái chân về. Này nghi chắc làm kem cho một mà ăn quá, mất vệ sinh quá. Gì cũng thử trước. Uống bớt. Rồi hết chưa? Rồi ta 1, 2, 3 đi. Rồi bắt đầu bỏ vô tủ lạnh nè mọi người. Bỏ ngăn gì? Đá. Rồi mở ra nè. Bỏ vô ngăn đá nè.
máy bay nữa. Xong.